đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về chữ Om Mandala. Om được xem là một âm thanh gốc đầu tiên của vũ trụ. Niệm Om sẽ đưa bạn đến một cái trạng thái thiền cùng với sự thư giãn sâu. Nó giúp bạn tăng khả năng tập trung và tâm trí của bạn, không bị sao lãng bởi bất cứ điều gì. Nó cũng giúp bạn có một giấc ngủ ngon. Niệm Om giúp cho bạn loại bỏ đi suy nghĩ tiêu cực và mang đến một quan điểm tích cực. Bây giờ các bạn hãy cùng mình vẽ chữ Om Mandala này nhé. Hãy cho phép mình được thư giãn và được kết nối với chữ Om này để kết nối với vũ trụ.